Sáng ngày 9 tháng 12, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể hai mẹ con bị nước cuốn xuống mương nước sau 13 giờ tìm kiếm. Từ chiều đến tối ngày 8 tháng 12, khu vực thành phố Đông Hà có mưa lớn trong nhiều giờ. Đến khoảng 19 giờ, nước tràn vào nhà anh Phạm Quốc Việt, 37 tuổi, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, khiến mảng tường phía sau nhà bị sập. Chị Nguyễn Lữ Vân Anh, vợ anh Việt và bà Lữ Thị Tú Anh, mẹ vợ, đang đứng gần đó bị cuốn trôi xuống mương nước. Anh Việt tìm cách cứu cũng bị nước cuốn và may mắn bám được vào miệng cống, được người đưa dây thừng xuống cứu lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội tìm kiếm suốt đêm ở dọc mương nước. Khoảng gần 0 giờ đêm qua đã tìm được thi thể bà Lữ Thị Tú Anh ở đoạn mương cách nhà hơn 100m. Đến khoảng gần 9 giờ sáng nay mới tìm được thi thể chị Vân Anh trên cánh đồng ngập nước thuộc phường Đông Lễ. Hiện cả hai nạn nhân đã được đưa về nhà an táng. Chính quyền tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để lo đám tang.